nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp hoa lan, cũng như mang những vẻ đẹp tinh hoa của hoa lan Việt Nam được hội nhập quốc tế. Hội Hoa Lan Việt Nam VOS đã chính thức ra mắt với sự tham dự của các hội viên Hội Hoa Lan trên toàn quốc. Được thành lập gần 2 năm, số hội viên đã lên tới gần 30.000 người, được trải dài suốt 64 tỉnh thành trên cả nước. Hội Lan Việt Nam VOS đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành hoa lan trong thời gian qua. Việt Nam là một trong những nước hàng đầu thế giới. Về sự đa dạng của các loài hoa lan, cũng như có rất nhiều loài hoa lan quý hiếm, việc bảo tồn, giữ gìn và phát triển các loài hoa quý này đang là niềm trăn trở của rất nhiều người yêu hoa lan hiện nay. Sau gần 2 năm hoạt động, Hội Hoa Lan Việt Nam VOS có rất nhiều hoạt động như tọa đàm, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa lan, tổ chức các cuộc phát động bảo tồn và phát triển những loài hoa lan quý hiếm, giúp đỡ các tổ chức xây dựng các mô hình trồng lan công nghiệp với trình độ khoa học kỹ thuật nâng cao, đáp ứng được nhu cầu trong nước và xuất khẩu ra quốc tế, tìm ra những hướng đi mới cho ngành công nghiệp hoa lan hiện nay. Việc hình thành và phát triển các hiệp hội hoa lan trên thế giới đã góp phần đưa ngành công nghiệp hoa lan làm kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế. Với sự phát triển vượt bậc, Hoa Lan Việt Nam sẽ dần khẳng định được vị thế của mình và vươn xa hơn trên thị trường quốc tế.